Con làm chứng cho mọi người thấy con được ơn như thế nào. Con chào cha. Con tên gì? Dạ con tên Maria Hoàng Xuân Diệu. Nói to đi. Con tên Maria Hoàng Xuân Diệu. Con trai của con tên Yusema Hoàng Nam. Con được ơn là khi con mang thai thì bác sĩ xét nghiệm máu thì con bị nhiễm rubella. Và sau vài tháng nữa thì lại tiếp tục mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Và sau đó mẹ con có cầu nguyện, rồi xin khấn ở trên cha, con có tới đặt tay nữa. Và đặt tay và sau đó thì con sanh bé được khỏe mạnh. Lúc mà con mang thai vậy thì người ta nói có nguy cơ đứa bé như thế nào và con bị như thế nào? Dạ, khi bị nhiễm rubella thì bác sĩ tư vấn tiền sản và nói là có nguy cơ sẽ phải bỏ bé. Nguy cơ gì? Bị phải bỏ bé. Ừ. Rồi con, tại sao con không bỏ mà con quyết tâm con giữ lại? Dạ, bác sĩ vẫn về cho theo dõi, sau đó con về con xin đi khấn nước mẹ, rồi con lên cha đặt tay con xin lễ. Rồi, quyết định. Dạ, sau đó thì lên xét nghiệm thì em bé không sao nữa hết. Và bây giờ đứa bé được mấy tháng? Dạ, 5 tháng rưỡi. Con là con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 28 tuổi. Đứa này đứa thứ mấy? Dạ, đứa đầu tiên. Mấy năm? Dạ, vợ con cưới nhau được 1 năm rưỡi mới có bé này. Vâng, đây là người 28 tuổi, 1 năm rưỡi cưới nhau thì có đứa bé. Và khi có thai thì cô ấy bị nhiễm rubella. Và có nguy cơ là phải bỏ đứa bé. Và mẹ cô ấy đã dẫn cô ấy đến đây cầu nguyện, khấn lòng thương xót Chúa. Và đi khám thì bác sĩ thấy là đã không có nguy cơ đó. Và khi mà mang thai thì cô gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà cuối cùng thì đã sinh ra được một đứa bé rất là mạnh khỏe đang ở trước mặt chúng ta đây. Thưa anh chị em, đứa con của lòng thương xót. Rồi, cha gửi tặng cho con... Con gửi cha mấy cái máy để giúp đỡ cho những người khó khăn. Vâng, không những là cô không nhận máy mà cô còn gửi cho chúng tôi được 10 cái máy phải không? Dạ. Vâng, xin anh nhận lấy cái 10 cái máy này. Và những anh chị em nào khó khăn, nhất là những người dân tộc, những người khuyết tật mà không có máy thì đến đây để chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Cha gửi tặng lại cho con một cái đề can nha. Lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời hai bé lên đây con.